Rồi, bây giờ chúng ta trở lại, đặng chúng ta học rồi chúng ta qua cái phần chính của câu hỏi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng, này là chưa vô. Chúng ta thấy rằng cái bát chánh đạo rất là quan trọng. Cái bát chánh đạo á, rất là quan trọng, và cái sự mà tu tu thiền quán á, rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà đối với một người mà đi hướng dẫn người khác để mà tu tập, để mà đạt sự an lạc, giải thoát, hoặc là ít nhất là hiểu được con đường á, thì vẫn tu bát chánh đạo. Nếu mà không có thực hành bát chánh đạo, không có tu thiền quán, thì vị này sẽ bị kẹt ở ba vấn đề khi đi thuyết pháp, hay là khi đi truyền tải lại cái sự tu tập của mình cho người khác. Thì cái họ bị kẹt, cái thứ nhất là họ bị kẹt về cái giáo nghĩa. Họ không có hiểu về cái nghĩa, mặc dù là họ có khả năng nói pháp lưu loát, nhưng mà cái nghĩa của họ nói nó không thông được cái vấn đề của cái con đường giải thoát. Đó là cái chướng ngại thứ nhất mà cái người mà không tu bát chánh đạo, không thông hiểu, không thực hành bát chánh đạo và không tu thiền quán, không hiểu, không thực hành thiền quán, thì nó sẽ bị kẹt khi mà đi thuyết pháp. Họ sẽ bị kẹt, cái thứ nhất là bị kẹt về nghĩa. Mặc dù là lời nói họ rất là thông, nhưng mà họ giảng nghĩa không ai hiểu hết trơn á, thao thao bất tuyệt, nhưng mà cuối cùng người khác không nắm được cái vấn đề gì, thì gọi là bị kẹt về nghĩa là như vậy đó. Cái thứ hai, nếu mà họ có nghĩa nhưng mà họ lại không có tu thiền quán, cho nên là họ bị kẹt về cái gì? Cái tứ vô ngại giải đó, trong cái bốn vô ngại giải đó là chúng ta nhớ nè. Họ bị kẹt về văn, nhưng mà họ dù họ thông về nghĩa nhưng mà văn họ không có, thì họ cũng không tải được vấn đề. Cho nên là chúng ta phải học bát chánh đạo, phải thông bát chánh đạo, thực hành bát chánh đạo, phải học thiền quán, phải thông thiền quán và thực hành thiền quán là như vậy đó. Nếu mà chúng ta không có bát chánh đạo, không học, không hiểu, không thực hành thiền quán, thì chúng ta sẽ bị kẹt. Thứ nhất là chúng ta sẽ bị kẹt về nghĩa, cái thứ hai chúng ta sẽ bị kẹt về văn tự đó. Không, mặc dù chúng ta hiểu cái nghĩa nhưng mà chúng ta không có đủ văn. Giống như chúng ta thấy nhiều khi mình hiểu cái nghĩa đó, nhưng mà đi chuyên sâu vô một chút xíu nữa, từ Bali mình không hiểu đó, bị kẹt là vậy. Sư cô xin lỗi. Rồi cái thứ ba là chúng ta bí luôn cả về văn về nghĩa nữa. Chúng ta bí luôn cả về văn về nghĩa. Cho sư cô xin lỗi. Quên, trùng giờ. Trùng giờ. Quên sắp xếp. Rồi. Chúng ta sẽ bị kẹt cái thứ ba là bí luôn về văn về nghĩa. Chúng ta mà không thực hành bát chánh đạo, không nắm rõ bát chánh đạo, không thực hành thiền quán, không nắm rõ thiền quán là bí luôn cả văn về nghĩa. Văn nghĩa của giải thoát á, con đường giải thoát chứ không phải văn nghĩa mà của mình học bình thường. Nhưng mà nếu mà một người có thực hành bát chánh đạo, thông hiểu về bát chánh đạo, một người có thực hành thiền quán và thông hiểu về cái pháp tu thiền quán, thì người này sẽ được một cái, đó là người này chẳng những thông về nghĩa mà còn thông về văn luôn. Thông về nghĩa, thông về văn. Người này không đi đến cái ngõ bí, không bị kẹt ở cái ngõ bí về văn và nghĩa. Thì người này sẽ gọi là thành tựu bốn vô ngại giải. Như vậy thì người thực hành bát chánh đạo, người tu tập thiền quán, người thực hành và tu tập và tu tập bát chánh đạo, tu thiền quán, thì vị này sẽ đạt được bốn vô ngại giải. Bốn vô ngại giải. Một người mà thực hành, mà tu tập và thực hành bát chánh đạo và thiền quán đó, thì vị này đạt được bốn vô ngại giải, phù hợp với một vị đi mà giáo hóa thuyết pháp cho chúng sanh. Thì thứ nhất là gì? Người này sẽ thành tựu là giáo pháp thông suốt, thì gọi là gì? Thành tựu giáo pháp thông suốt thì gọi là pháp vô ngại giải. Người này sẽ thành tựu giáo pháp thông suốt thì gọi là pháp vô ngại giải. Cái thứ hai là ngôn từ của vị này sẽ được thông suốt thì gọi là gì? Từ vô ngại giải.
À, ngôn từ của vị này được thông suốt thì gọi là từ vô ngại giải. Cái thứ ba, về nghĩa lý, vị này cũng thông suốt luôn, thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Và cái thứ tư là vị này đạt được cái biện tài vô ngại giải, đạt được biện tài vô ngại giải. Cho nên chúng ta thấy lợi ích của cái việc tu tập bát chánh đạo, thực hành thiền quán là như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề là một người mà được gọi là đệ nhất thần thông chính là người là làm cái công việc giáo hóa thần thông, làm cái công việc giáo hóa, vừa tu tập cho mình vừa truyền dạy lại cho người, thì người đó mới được gọi là đệ nhất thần thông, chứ không phải là có cái biến hóa thần thông hay là tha tâm thần thông thì mới gọi là đệ nhất thần thông. Đối với Đức Phật, người đệ nhất thần thông là người thông suốt về giáo lý bát chánh đạo, về tam học, và thông suốt về con đường thiền quán, rồi có một cái sở chứng, và sau đó là đem cái sự hiểu biết, sở chứng của mình truyền dạy lại cho người khác, thì gọi là người này đạt được cái thần thông gọi là giáo hóa, cũng gọi là đệ nhất thần thông. Và ngoài ra vị này còn được là gọi là vô thượng thần thông, tại vì cái pháp mà vị này truyền dạy lại hay là pháp vị này chứng là cái pháp đưa đến thánh nhân, là đưa đến sự ra khỏi 31 cõi, chấm dứt sanh tử luân hồi, không có một cái pháp nào cao hơn được như vậy, cho nên cũng gọi là vô thượng thần thông là như vậy. Bây giờ chúng ta bước qua một cái phần là để hỗ trợ cho cái sự tu tập bát chánh đạo này, để hỗ trợ cho con đường bát chánh đạo này được thành tựu viên mãn, thì chúng ta sẽ làm cho lớn mạnh năm lực sau đây. Chúng ta sẽ có năm cái lực, năm cái khả năng, quân tập năm cái khả năng. Khi mà chúng ta có được năm cái khả năng này thì việc tu tập bát chánh đạo hay là thực hành con đường thiền quán rất dễ dàng, không khó khăn. Thì gọi là ở trong này, trong cái phần số 3 đó, A nhỏ đó, năm lực làm lớn mạnh bát chánh đạo. Và đây cũng là cái câu hỏi thi. Có bao nhiêu lực hỗ trợ làm lớn mạnh giới định tuệ hay là bát chánh đạo? Thì năm lực đó là gì? Năm lực đó là gì? Qua cái kinh nghiệm của Đức Phật, thì Đức Phật thấy rằng khi chúng ta mà thực hành bát chánh đạo hay là chúng ta thực hành thiền quán, thì chúng ta sẽ gặp một số cái chướng ngại. Cái chướng ngại này nó đến từ có thể là cái nghiệp lực quá khứ. Chướng ngại này nó có thể đến từ cái việc mà chúng ta không gặp được thầy hiền bạn tốt của cái hiện tại. Và cái chướng ngại này nó đến có thể là do là chúng ta không gặp được cái pháp của bậc thượng nhân. Cho nên là nó sẽ có nhiều cái chướng ngại. Khi mà cho nên chúng ta không thực hành được cái bát chánh đạo để thành tựu bát thánh đạo. Vì vậy mà muốn cho bát thánh đạo này nó được thực hành để chuyển thành bát thánh đạo, đưa đến con đường giải thoát, thì chúng ta cần phải làm cho chúng ta lớn mạnh năm cái lực, năm cái năng lực từ con người chúng ta, thì gọi là năm lực làm cho lớn mạnh bát chánh đạo. Mà một người mà có sở hữu năm cái lực này, Đức Phật tuyên bố nếu cần thiết vị này có thể tự nói về mình: sanh đã tận. Nếu mà vị này có luôn đó, thì bên cạnh lúc mà vị này thực hành bát thánh đạo đó, mà vị này có năm lực này, thì vị này nếu cần, còn nếu không cần thì thôi, nhưng mà nếu cần thì vị này có thể tuyên bố, có thể nói về mình: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm con đã làm xong, sau đời này không còn đời sống nào khác nữa. Và khi vị này tuyên bố như vậy thì người ta sẽ nói rằng là có thể vị này ngã mạng hoặc là tự cao, nhưng mà không phải. Đức Phật không làm phải. Đức Phật nói một người mà có đủ năm lực này trên con đường thực hành bát chánh đạo, nếu cần vị này có thể nói về mình, và khi vị này nói như vậy, không có nghĩa là vị này ngã mạng hay kiêu mạng, và vị này cũng không phạm vào cái tội là vọng ngôn hay là nói quá. Như vậy năm lực này là gì? Năm lực này là gì? Đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tệ lực. Thứ nhất là tính.
Thứ hai là tấn. Thứ ba là niệm. Thứ tư là định. Và thứ năm là tuệ. Là chúng ta thấy rất là quan trọng. Bây giờ sức mạnh của tính nó nằm ở đâu? Tính đây có nghĩa là niềm tin. Tính ở đây có nghĩa là niềm tin. Niềm tin. Niềm tin này có phải có hai dạng. Một là niềm tin phải bất động, không có được thay đổi. Niềm tin gọi là niềm tin bất động. Và cái thứ hai là sao? Cái thứ hai, niềm tin này phải trong sạch. Nó vừa bất động mà vừa trong sạch nữa. Vừa bất động vừa trong sạch. Bất động có nghĩa là có thể là hoàn cảnh sống thay đổi. Con người có thể thay đổi. Ví dụ như bây giờ bữa nay mình đang khỏe, ngày mai mình ngã ra mình bệnh rồi. Và gần như mình sắp sửa đi đến cái giai đoạn là cuối cuộc đời mình luôn rồi. Nhưng mà không vì vậy mà mình suy sụp. Không vì vậy mà mình cái niềm tin của mình đối với con đường tu tập, đối với cái pháp giải thoát mình bị suy sụp. Mình không có bận tâm về con đường nữa. Mình lo mình bận tâm về cái việc khác. Và mình cảm thấy rằng mình chới giới, ví dụ như vậy. Thì cái đó là gọi là niềm tin có lai động. Còn cái này tính là dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù rơi vào bất cứ một cái trường hợp nào, thì cái lòng tin này đối với con đường tu tập, đối với pháp môn giải thoát vẫn không thay đổi. Đối với người thế gian thì cái chữ tính này mà không phải tính trên con đường tu giải thoát á, thì cái chữ tính này là niềm tin bất động đối với cái gì? Đối với niềm tin bất động đối với tam bảo và đối với các pháp thiện lành. Còn đối với người tu tập trên con đường thực hành pháp giải thoát, thì cái tính này là niềm tin bất động vào vào con đường giải thoát, vào con đường tu tập giải thoát. Chúng ta nhớ như vậy. Thì sức mạnh của tính nó nằm ở đâu? Sức mạnh của tính nó nằm ở đâu? Sức mạnh của tính nằm ở đâu? Hình như cái bài này có biết rồi, thành ra mới biết là tính tấn niệm định tuệ, phải không? Hả? Có học chưa? Chưa học hả? Mà sao nói hay quá vậy? Sức mạnh của tính nằm ở trong bốn dự lưu phần. Sức mạnh của tính hay là niềm tin được tìm thấy trong bốn dự lưu phần. Bốn dự lưu phần có nghĩa là gì? Bốn dự lưu phần có nghĩa là gì? Bốn dự lưu phần có nghĩa là bốn phần đưa người vào dòng thánh. Dự lưu mà nhập vào cái dòng thánh á, dự vào, dự có nghĩa là dự vào. Phần có cái phần của mình ở trong đó. Có nghĩa là bốn phần đưa người vào dòng thánh thành bậc thánh nhân. Đó thì gọi là dự lưu phần. Dự lưu phần có nghĩa là đưa người vào dòng thánh và thành bậc thánh nhân. Đó là gì? Đó là bốn dự lưu phần này là gì? Tính nha, mình đang nói chữ tính đó. Sức mạnh của niềm tin á thì nằm ở bốn dự lưu phần. Mà bốn dự lưu phần này là gì? Bốn dự lưu phần đây đó là thứ nhất là làm cho lắng dịu. Thứ nhất là làm cho lắng dịu cái gì? Năm sự sợ hãi, hận thù. Làm cho lắng dịu năm sự sợ hãi. Mình có thể là năm sự sợ hãi đưa đến hận thù cũng được, hoặc là năm sự sợ hãi phải hận thù. Làm cho lắng dịu năm sự sợ hãi đưa đến hận thù. Năm sự sợ hãi đây là gì? Năm sự sợ hãi đây là gì? Đó là gì? Năm sự sợ hãi mà đưa đến sự hận thù á. Mà đã là mình tạo cho sự hận thù rồi là mình khó tu lắm. Tại vì mình phải gieo nhân mà, nhân quả. Và nhân quả đó có thể giải quyết ngay trong cái kiếp này nữa. Mình vừa gieo xong mình nhận liền cái quả liền. Thì mình phải làm cho nó lắng dịu xuống, làm cho nó mất đi, nó giảm bớt xuống cái năm sự sợ hãi để không đưa đến sự hận thù. Chứ nếu mà tăng sự sợ hãi quá thì hận thù nó sẽ tăng theo. Thì làm cho lắng dịu năm sự sợ hãi đưa đến hận thù đó là hạn chế, từ bỏ và chấm dứt sát sanh. Đó. Thứ nhất là hạn chế, từ bỏ rồi chấm dứt sát sanh. Mới đầu mình phải hạn chế chút xíu đi.
Rồi tiến lên chút xíu nữa là từ bỏ. Rồi tiến lên chút xíu nữa là chấm dứt. Thì đã chấm dứt sát sanh thì có ai mà hận thù, người ta đâu có sợ hãi mình đâu, thì nên ta đâu hận thù mình. Đó. Thứ hai là hạn chế, từ bỏ và chấm dứt gian tham trộm cắp. Trong kinh điển của Phật rất là rõ ràng. Từ từ, chứ không phải là nhào vô một cái gọi là chấm dứt. Anh phải chấm dứt, chị phải chấm dứt, cô phải chấm dứt. Làm sao chấm dứt được? Đó, thành ra là Đức Phật nói, nếu mà chúng ta có hạn chế thì chúng ta sẽ được cái phước của hạn chế. Nếu chúng ta từ bỏ thì chúng ta sẽ được cái phước của từ bỏ. Ta ít hận thù mình hơn. Còn nếu mà chúng ta chấm dứt thì có làm cho ta sợ hãi đâu mà hận thù. Thành ra Đức Phật đi từng bậc, hạn chế, từ bỏ cho đến chấm dứt gian tham trộm cắp. Thứ ba là chấm dứt, không có hạn chế từ bỏ nữa, chấm dứt cái gì? Tà hạnh trong các dục. Cái thứ ba nha, coi chừng là đi thi là làm lộn cái này đó. Hạn chế từ bỏ là không được, chấm dứt tà hạnh trong các dục. Không có hạn chế từ bỏ, hạn chế từ bỏ là kẹt dữ lắm. Nên tại vì Đức Phật chế hạn chế từ bỏ, thành ra cho nên là bây giờ con chỉ có là một cô vợ và một cô bồ thôi. Tại vì con muốn nhiều, nhưng mà Đức Phật nói hạn chế, thành ra con chỉ có một cô vợ và một cô bồ thôi. Còn từ bỏ thì để con bỏ vợ con rồi con lấy bồ. Rồi mai mốt là con bỏ cô bồ, con lấy cô thứ ba. Tại Đức Phật kêu con từ bỏ. Thành ra Đức Phật không có nói vậy, mà Đức Phật nói phải chấm dứt. Chấm dứt giới thứ ba là chấm dứt tà hạnh trong các dục. Rồi cái thứ tư mới trở lại đây. Cái thứ tư là hạn chế, từ bỏ và chấm dứt nói láo, nói đâm thọc, nói lời gì, nói lời chia cắt và nói lời ác ngữ, thấy không? Là bốn cái. Rồi cái thứ năm là hạn chế, từ bỏ cho đến chấm dứt cờ bạc rượu chè, thấy không? Đúng ra ở trong cái mà sách mà dành cho Phật tử mà vào thời Đức Phật thì nó có vậy nè: hạn chế, từ bỏ cho đến chấm dứt cờ bạc rượu chè, trà đình tủ điếm, đi đến những nơi ăn chơi trị lạc. Sau này mình ngắn gọn, mình chỉ nói là cờ bạc thôi, chứ thật sự là ý rượu chè thôi, chứ thật sự nó có cờ bạc rượu chè và trà đình tủ điếm nữa. Không được đi đến những chỗ đó nữa. Một người Phật tử gương mẫu đâu được đi đến mấy chỗ đó. Đi đến những nơi ăn chơi trị lạc là nó phải đầy đủ vậy. Rồi, chúng ta thấy là niềm tin bất động đối cái sức mạnh của tính nằm ở bốn dự lưu phần. Thứ nhất, dự lưu phần thứ nhất là làm cho nó lắng dịu, làm cho nó giảm bớt. Năm sự sợ hãi đưa đến hận thù. Dự lưu phần thứ hai, thứ nhất là rồi thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu bốn phần của bậc thánh. Thành tựu bốn phần của bậc thánh. Bốn phần nhỏ thôi, tại vì cái này là mới mà. Bốn phần thứ nhất là có lòng tin bất động đối với Như Lai. Cái thứ hai đó ha, có lòng tin bất động đối với Như Lai. Có nắm được không? Bài này có nắm được không? Tức là chúng ta có năm sức mạnh. Cái sức mạnh thứ nhất là lòng tin. Mà cái mà sức mạnh của niềm tin được thấy tìm thấy ở trong bốn dự lưu phần. Dự lưu phần thứ nhất là làm cho lắng dịu. Năm sự sợ hãi không đưa đến hận thù. Cái dự lưu phần cái thứ hai là thành tựu bốn phần. Thành tựu bốn phần của Bậc Thánh. Là thứ nhất là có lòng tin bất động đối với Như Lai. Cái thứ hai là có lòng tin bất động đối với gì? Không, pháp không cũng chưa đủ. Pháp không cũng chưa đủ. Lòng tin bất động đối với chánh pháp Như Lai. Đối với chánh pháp Như Lai. Đó là con đường giải thoát đó. Chữ chánh pháp ở đây là con đường giải thoát đó. Đối với chánh pháp Như Lai. Cái thứ ba là có lòng tin bất động đối với gì? Đối với gì? Chư hiền thánh tăng. Chư hiền thánh tăng. Có lòng tin bất động. Tăng thì có hai nhóm phải không? Tăng thì chúng ta có hai nhóm phải không?
phàm tăng giả thánh tăng. Từ phàm tăng mới có thánh tăng. Mà khi thánh tăng rồi thì không có trở lại phàm tăng. Nhưng mà một ông thánh tăng phải đi lên từ phàm tăng. Tăng đây lại chia ra làm hai. Thấy không? Tăng đây là chia làm hai. Một tăng ở đây có nghĩa là một nhóm, một đoàn thể. Chứ không phải tăng đây là người xuất gia. Tăng đây là một nhóm, một đoàn thể, gồm có những người đang thực hành con đường thánh quả giải thoát. Mà những người này sau khi thực hành con đường thánh quả giải thoát thì gọi là thánh tăng. Như vậy tăng đây có nghĩa là gồm có những người tại gia và xuất gia. Chứ tăng đây không chỉ là người, chữ tăng đây không có nghĩa là tu sĩ. Nhưng mà trong cái tăng đó, trong cái tăng đoàn đó, trong cái nhóm đó, tăng đây là một nhóm. Hội tụ rất là nhiều người. Là chữ tăng đó, hội tụ rất là nhiều người. Mà những người này là những người đang thực hành cái con đường giải thoát. Và con đường giải thoát này đưa đến thánh quả giải thoát. Và những người đạt thánh quả thì gọi là thánh tăng. Trong cái thánh tăng đó ta sẽ tìm thấy những người đi lên bậc A-la-hán là từ Phật tử. Những người đi lên bậc A-la-hán là từ những người xuất gia. Chứ không có chỉ là tăng đây không có gọi là người xuất gia. Chúng ta nhớ là ai mà đi lên từ Phật tử mà trở thành thánh A-la-hán? Ông cấp cô độc chưa? Cấp cô độc mới có chứng tới quả thứ ba thôi. Ngay trong cái kiếp hiện tại, đó là vua Tịnh Phạn Dương. Đó, vua Tịnh Phạn Dương. Vua Tịnh Phạn là ngay trong cái lúc mà ổng còn sống là ổng đã lên thánh tăng, dự vào dòng thánh rồi. Và trong cái nhóm của những vị mà đạt bậc thánh mà vẫn còn mang cái hình hài, cái tướng của một người tại gia, cái tướng của người Phật tử. Cho nên là chúng ta thấy là chữ tăng ở đây nó có tới hai nghĩa. Tăng đây nó có hai nghĩa. Rồi, cái thứ ba là chúng ta thành tựu cái phần thứ ba, tức là có lòng tin bất động đối với giới đức. Có lòng tin bất động đối với giới đức. Đó là cái dự lưu phần thứ hai, phải không? Dự lưu phần thứ nhất là làm lắng dịu năm sợ hãi hận thù. Dự lưu phần thứ hai là thành tựu bốn chi phần bất động, thành tựu bốn chi phần bất động. Lòng tin bất động đối với Như Lai, lòng tin bất động đối với chánh pháp Như Lai, lòng tin bất động đối với chư hiền thánh tăng, và lòng tin bất động đối với giới đức. Ngày cái dự lưu phần thứ ba là khéo thấy. Dự lưu phần thứ ba là khéo thấy, khéo biết, khéo thể nhập. Khéo thấy, khéo biết, khéo thể nhập thánh lý giới trí tuệ. Khéo thấy, khéo biết, khéo thể nhập thánh lý giới trí tuệ. Khéo thấy, rồi khéo biết, khéo thể nhập là bước vào đó, thể nhập là vào đó, thể nhập. Đó, thành tức là bốn dự lưu phần nè. Dự lưu phần thứ nhất là năm sự lắng dịu năm sợ hãi hận thù, phải không? Không đưa đến hận thù. Cái thứ hai là bốn chi phần bất động, thành tựu bốn phần bất động. Bất động. Đó là lòng tin bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với chánh pháp Như Lai, đối với chư thánh tăng và đối với giới đức. Cái thứ ba là khéo thấy. Khéo thấy nè, khéo biết nè, khéo thể nhập. Khéo thấy, khéo biết, rồi khéo thể nhập. Thánh lý giới trí tuệ. Thánh chữ thánh là dứt qua, thánh là bậc thánh đó. Thánh lý en là y crest á, miền Tây. Miền Tây nói đớt. Với trí tuệ, với khéo thấy này ha, để ghi cho. Khéo thấy, khéo biết, khéo thể nhập, được chưa?
Nè thấy nè phải không? Nè biết nè phải không? Thể nhập nè phải không? Thể nhập nè phải không? Thánh, thánh lý, tức là cái pháp của bậc thánh đó, thánh lý phải không? Giới trí tuệ, với trí tuệ. Với trí tuệ, không? Cái này là miền Tây đọc là gì? Giới, không? Giới. Không, bây giờ ai miền Tây đâu đọc coi. Này là với là miền Bắc. Giới, với, bờ, giới. À, với tới, với. Không, với là ra miền Bắc rồi. Giới, miền Tây là giới. À, giới. Còn rặt miền Tây luôn là giới. Rặt miền Tây luôn là giới. Phải không? Là rạch giá đọc thử lại nè. Rạch giá là đọc là biết rồi. Này, phải do nhờ quán sát giới trí tuệ. Do nhờ quán sát. Quán sát cái gì? Lật lại cái bài cũ kỳ trước là quán sát cái gì? Do nhờ quán sát. Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Cái này không có, cái kia không có. Cái này không sanh, cái kia không sanh. Tức là do nhờ quán sát cái gì? Các pháp duyên sanh, nhân duyên sanh. Này, đó, thế nào chúng ta nhớ ha. Rồi bây giờ, cái dự lưu phần thứ tư. À, dự lưu phần thứ mấy này? Thứ tư, nhập giờ bốn nhầm thánh. Thứ nhất là năm sợ hãi hận thù. Cái thứ hai là thành tựu bốn dự lưu phần. À, cái thứ ba là khéo thấy, khéo biết, khéo thể nhập với trí tuệ. Cái này có, cái kia có. Cái thứ tư là chị này. Trí quán sát. Thành tựu trí, cái trí đó. Trí quán sát. Sự sanh diệt của các pháp. Sự sanh phải diệt của các pháp. Đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai. Là sức mạnh của tinh tấn nằm ở đâu? Sức mạnh của tánh nằm ở đâu? Đó. Nãy sức mạnh của tính hay là niềm tin nằm ở bốn dự lưu phần. Phải không? Bây giờ sức mạnh của tánh là sự tinh tấn á. Sức mạnh của tánh nằm ở đâu? Sức mạnh của tánh nằm ở đâu? Trà bôi này được chưa? Đây này ha, sức mạnh của tánh nằm ở đâu? Thành ra một người mà đang trên đường thực hành bát chánh đạo mà có được năng lực này thì mới vị này mới là mạnh dạng mà tuyên bố về mình mà sanh đã tận phẩm hạnh đã thành. Nói mình thấy là quá trời là hay rồi. Sức mạnh của tánh nằm ở đâu? Nằm ở bốn chánh cần, nằm ở tứ chánh cần. Này là bốn dự lưu phần, nằm ở bốn dự lưu phần phải không? Thứ nhất là bốn dự lưu phần. Sức mạnh của tấn nằm ở tứ chánh cần. Bốn chánh cần. Sức mạnh của tấn nằm ở bốn chánh cần. Hay còn gọi là sức mạnh của tấn phải thấy trong bốn chánh cần. Tinh cần. Tinh cần từ bỏ các ác bất thiện pháp. Tinh cần từ bỏ các ác bất thiện pháp. Tinh và tinh cần thành tựu các thiện pháp. Đó. Tinh cần từ bỏ các ác bất thiện pháp. Và tinh cần thành tựu các thiện pháp. Ở trong đó sao? Các ác mà bất thiện pháp chưa sanh thì không cho sanh. Nó đã sanh thì đoạn diệt. Các thiện pháp chưa sanh thì làm cho nó phát khởi ra. Nó đã sanh rồi làm cho nó lớn mạnh. Đó. Thì bốn chánh cần nó là như vậy đó. Phải không? Bốn chánh cần tức là tinh cần từ bỏ các ác bất thiện pháp và làm cho nó thành tựu các thiện pháp. Các ác bất thiện pháp này là gồm gì? Những cái ác pháp, những cái điều không đúng, không phải. Nó chưa sanh thì phải làm cho nó mất luôn. Đừng có cho nó sanh khởi.
mà nó đã lỡ sanh khởi rồi thì mình phải làm cho nó giảm xuống và cho nó mất đi. Và những cái thiện pháp mà mình muốn làm, mình mới thấy người ta mới té đó, mình thấy người ta té đó, mình muốn lại đỡ, nhưng mà thôi, mình không đỡ, thì mình không có nên vậy. Mình vừa thấy có tâm thiện mình khởi lên, thì mình phải làm cho nó phát khởi ra, phải làm cho nó phát khởi ra. Và cái thiện pháp mà đã phát khởi ra rồi, mình đã làm được việc thiện rồi, thì mình hoan hỷ, mình làm thêm thiện nữa, làm cho nó phát triển thêm những việc thiện, thì gọi là tứ chánh cần là như vậy. Rồi bây giờ, sức mạnh của sự ghi nhớ, niệm ở đây có nghĩa là gì? Niệm ở đây có nghĩa là sự ghi nhớ, không quên. Sự ghi nhớ không quên cái gì? Sự ghi nhớ không quên cái gì? Niệm ở đây có nghĩa là sự ghi nhớ không quên, phải không? Niệm đây có nghĩa là sự nhớ không quên, đừng có quên. Không quên cái gì? Không quên cái gì? Không quên những phần sau đây. Không quên là? Không quên cái gì? Hầm. Đấy, con đường giải thoát mà, hỗ trợ cho bác chánh đạo mà. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hồi nãy có niệm tin rồi. Chúng ta nhớ không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới đó. Là bốn phần bất động đó. Coi lại coi. Trong bốn dự lưu phần thì cái dự lưu phần thứ hai là có lòng tin là bất động đối với Phật Pháp Tăng. Thì cái này sự nhớ không quên về về lợi ích của Niết Bàn. Lợi ích Niết Bàn. Của Niết Bàn. Lợi ích hạnh phúc của Niết Bàn á. Cái thứ hai mà muốn có được lợi ích hạnh phúc Niết Bàn thì chúng ta cần phải nghĩ nhớ không quên cái gì nữa. Nghĩ nhớ không quên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đây có nghĩa là gì? Tứ niệm xứ có nghĩa là thân thọ tâm pháp, mà thân thọ tâm pháp đây tức là gì? Sao mà bây giờ nghĩ nhớ không quên? Rồi, rõ ràng là con nghĩ nhớ không quên là thân thọ tâm pháp. Tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, nhưng mà con phải không quên thân thọ tâm pháp là không quên sao? Thân thọ tâm pháp đây chính là danh và sắc. Danh và sắc. Mà bây giờ con đã cô động được rồi, danh và sắc con không có quên, nhưng mà con không quên sao? Con nghĩ nhớ không quên danh và sắc này, nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã. Đó, nghĩ nhớ không quên là vậy. Danh và sắc này nó vô thường. Mình sẽ có cái bài quán về cái đó. Nhưng mà bữa nay thì mình không kịp. Vô thường khổ dạ, vô ngã. Đó, nghĩ nhớ không quên hai cái điều đó. Thứ nhất là nghĩ nhớ không quên. Cái sức mạnh của cái sự nghĩ nhớ không quên nằm ở chỗ nghĩ đến sự lợi ích của Niết Bàn. Và sức mạnh của sự nghĩ nhớ không quên nằm ở chỗ là không quên tứ niệm xứ. Mà không quên tứ niệm xứ này đó là và thân thọ tâm pháp. Mà thân thọ tâm pháp là gì? Đó là không quên danh và sắc mình đang mang. Mình đang mang danh và sắc này. Nghĩ nhớ nó làm sao về cái danh này? Danh này là gồm cái gì? Để hỏi cái này. Danh và sắc đây. Danh. Sắc. Danh này gồm cái gì? Danh này gồm có thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Trong thọ tưởng hành thức này là cái nào là tâm, cái nào là tâm sở, cái nào là tâm. Trong thọ tưởng hành thức này có tâm và tâm sở. Thức là tâm, thấy không? Và cái này thọ tưởng hành thức là tâm sở. Thọ tưởng thức là tâm sở. Tại sao gọi là tâm sở? Tại sao gọi là tâm sở? Tại vì nó theo tâm mà nó khởi. Không có tâm thì nó không khởi. Theo tâm mà nó khởi có nghĩa là sao? Tâm có nghĩa là cái nhận biết thôi. Nhưng mà cái nhận biết xong rồi nó khởi liền. Cái âm này theo liền. Phân tích, đánh giá vấn đề cái bàn, cái ghế đẹp hay xấu. Cái ông tâm ông nhận biết đây là cái bàn. Ông tâm ông nhận biết đây là cái ghế.
Ông Tâm ông nhận biết đây là cái micro, ông chỉ nhận biết vậy thôi. Nhưng mà cái ông Tâm Sở đi theo đó, à micro này rõ nè, micro này không rõ nè, ông phân tích liền mà, rõ nè, không rõ nè, à cái bàn này đẹp nè, so sánh liền với cái bàn ở phòng 1, phòng 2. Đó, cái mấy cái ông này là ông nguy hiểm vô cùng. Nguy hiểm vô cùng, cho nên ông tới 52 tâm lận. Có 52 tâm sở, mà trong khi ông Tâm Dương này chỉ có một. Tới 52 luôn, thấy không? Chúng ta học cái này rồi phải không? Thành ra khỏi trình bày lại. Hỏi sơ qua chút xíu rồi. 52. Rồi. Bây giờ sức mạnh của niệm nằm ở cái chỗ nhớ, nghĩ nhớ, không quên lợi ích của Niết Bàn. Và nghĩ nhớ danh và sắc, tức là tứ niệm xứ. Danh và sắc, nó là do thường, là khổ, là do ngã. Không có gì đáng để nắm giữ. Không có gì đáng để mà yêu thích. Không có gì đáng để mà lưu luyến. À. Bởi vậy cho nên bậc thánh nhân người ta nói là người ta bỏ cái một. Bỏ cái thân này á, ta bỏ cái một thôi. Chứ ta không có cần, tại vì nó không có đáng. Nó vô thường, nó thay đổi. Mà có chỗ là thêm cái chữ gì nữa. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh nữa. À, và bất tịnh, rồi có chỗ thêm chữ vô thường, khổ, vô ngã, rồi không nữa trong đó. Nhưng mà nội mà quán ba cái này là đủ rồi, khỏi thêm gì nữa hết. À, là mình thấy là mình chán trường rồi. Rồi, như vậy thì cái sức mạnh của định tâm nằm ở đâu? Sức mạnh của định tâm là mình gọi là định á. Sức mạnh của định tâm, cái thứ tư, là nằm ở đâu? Đây, sức mạnh của định, hay còn gọi là định tâm. Định tâm nằm ở đâu? Sức mạnh của định tâm nằm ở đâu? Sức mạnh của định tâm nằm ở đâu? Sức mạnh của định tâm nằm ở tứ thiền. Nằm ở tứ thiền. Định tâm mà mới định thôi. Thành ra là nằm ở tứ thiền. Sức mạnh của định tâm nằm ở tứ thiền. Sơ thiền. Tầm tứ. Tầm tứ. Nhị thiền. Nhị thiền. Hỷ, vui. Tam thiền, lạc. Tứ thiền, nhất tâm. Đó, thấy không? Chúng ta thấy không? Tứ thiền là nhất tâm qua thần thông liền. Thành ra là Đức Phật nói nó có gì hay ho đâu mà hãnh diện. Đó, tứ thiền, nhất tâm. Nhất tâm. Sức mạnh của định tâm nằm ở tứ thiền. Định tâm mạnh, định tâm mà nó sơ khởi thôi. Thì nó có tầm có tứ, tức là hướng tâm và dán tâm lên thôi. Hướng tâm và dán tâm lên đối tượng đó đây. Ai mà ngồi mà hướng tâm dán tâm hoài thì nó sẽ vô cái định của sơ thiền. Không có bị phân tâm, hướng tâm đến đối tượng và dán chặt tâm lên đối tượng đó. Ví dụ như bây giờ con trò hơi thở vô ra. Hơi thở vô ra, cứ hướng tâm đến cái hơi thở. Rồi dán chặt tâm cái hơi thở, theo dõi nó vô, theo dõi nó ra. Theo dõi nó vô, theo dõi nó ra. Chỉ có làm một nhiệm vụ đó thôi. Thì một lát là tất cả ngoại cảnh xung quanh, nó có tiếng, nó sẽ vắng hết. Tại vì mình đang theo dõi thì tâm mình tập trung, mình không có nghe được gì hết trơn. À, thậm chí có người đi vô, đi ra mà mình cũng không có nghe nữa. Cũng giống như một người chăm chú làm bài. Chăm chú làm bài quá. Thành ra khi mà họ chăm chú làm bài, để cái ly nước ở trước mặt họ cũng không hay nữa. À, cũng giống như vậy, khi mà mình quan sát, mình chăm chú, mình quan sát hơi thở, đặng nắm bắt được cái hơi thở của mình mà. À, hơi thở tự nhiên chứ không phải là mình thở vô thở ra rồi mình có. Hơi thở tự nhiên nó vô ra. Mình quan sát hơi thở, mình chăm chú, mình dán chặt tâm ở trên hơi thở vô ra đó. Thì mọi sự xung quanh nó dù nó có diễn ra, mình cũng vẫn không có chi phối, không bị chi phối. Thì lúc đó mình có định của sơ thiền. Rồi bây giờ mình buông cái, tại vì mình có định sơ thiền rồi, thì mình khi vào sâu cái định sơ thiền đó, mình dán chặt tâm trên đối tượng, mình sẽ phát hiện ra được đối tượng. Mình phát hiện ra được đối tượng nhiều hơn, rõ hơn, đối tượng nó đến gần hơn. Từ đằng xa, mình thấy cái con kiến là mình hướng đến, rồi mình dán chặt tâm trên cái sự mà con kiến đó. Nhưng mà bây giờ mình đến gần một chút xíu nữa. Đến gần hơn, mình thấy rõ con kiến hơn. Định tâm mình cao hơn nữa, thì nó sẽ có quan hỷ.
Hỷ đây nó là hỷ ở trong thiền. Tại vì nhờ mình đến gần, tiếp xúc gần với đối tượng hơn nữa, tự nhiên sanh nó tâm nó quan hỷ. À, là mình có định của nhị thiền. À, rồi vì mình tiếp xúc quá gần nữa, cho nên mình vào khinh an luôn, an lạc luôn ở trong thiền. Mọi sự việc xảy ra không hay biết gì trơn luôn. Ừ, rồi là khinh an, là lạc đây chính là khinh an. Rồi cho đến khi mà khống chế được tất cả những tạp niệm trong tâm, bên ngoài nó không vào được tâm, mà trong tâm nó cũng không khởi lên suy nghĩ gì. À, thì mình có nhất tâm. Mình có nhất tâm. Thì gọi là cái định lực của cái định tâm nó nằm ở chỗ là tứ thiền là như vậy. Và bây giờ cái cuối cùng là cái sức mạnh cuối cùng hỗ trợ rất lớn cho bát chánh đạo, sức mạnh của sự thấu đạt sự thật. Sức mạnh của sự thấu đạt sự thật mà ta gọi là tuệ đó. Tuệ đây gọi là sức mạnh của sự sức mạnh của sự thấu đạt. Thấu đạt sự thật. Sức mạnh của sự thấu đạt sự thật hay còn gọi là tuệ nằm ở đâu? Sức mạnh của sự thấu đạt sự thật hay còn gọi là tuệ nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ở trong tứ thánh đế. Nằm ở trong tứ thánh đế. Cho nên chúng ta thấy, mình nói đôi khi mình cứ học năm căn, năm lực, thất bồ đề, phần bát chánh đạo. Mình học như vậy, năm căn là cội gốc, năm lực là phải có sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tấn tính, tính tấn niệm định tuệ. Nhưng mà người ta hỏi sức mạnh của tính nằm đâu, mình không trả lời được. À, sự thật mà nói, tại vì phải vô chú giải thôi. Phải vô chú giải mình mới giải ra được những cái này. À, chứ đôi khi Đức Phật nói xong rồi, thì đôi khi chú giải nó mới có. À, do đó là mình phải học thêm một chút xíu về Pali để mình đọc được chú giải. Chứ nếu mình không học Pali thì mình rất khó. Tại vì có những bài như hồi nãy con nói đó, một rễ hai phương diện. Một rễ đây là vô minh chứ đâu phải là ái dục đâu. Hai phương diện là chấp thường chấp đoạn. Ba uế năm môi trường. À, năm môi trường là năm uẩn của mình á, nó tạo môi trường để nó tạo nghiệp. Cho nên là một chút xíu Pali để mình đọc chú giải, để mình xem cái bài kinh này, mình vô chú giải coi Đức Phật nói cái này là cái sức mạnh nó nằm ở đâu. Chứ trong kinh nhiều khi không có giải thích, chỉ giải thích 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 5 căn 5 lực. Thì 5 căn là từ tính tấn niệm định tuệ căn, 5 lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Rồi ai muốn giải thích sao đó giải thích. Nhưng mà ta có Đức Phật có giải thích rõ ràng, nó nằm ở trong chú giải, hoặc là các vị thánh ở cái thời kỳ kiết tập thứ nhất, thứ hai là có giải thích rất là rõ ràng. Chỉ có cái là do mình thiếu người biết Pali, thành ra không dịch được. Có dịch như kinh Sa Môn Quả dịch rồi nè, dịch chú giải rồi nè. Kinh Phạm Võng dịch chú giải rồi nè. Một số kinh dịch, nhưng mà còn rất nhiều chưa dịch được. Tại vì mình thiếu người. Rồi, như vậy thì sức mạnh của cái sự thấu đạt, sự thật, mình hay gọi là tuệ đó. Tuệ có nghĩa là sự thấu đạt, sự thật, thấu đạt chân lý. Nó nằm ở trong tứ thánh đế. Nhờ tuệ mà vượt khỏi các hữu. Nhờ tuệ mà một chúng sanh vượt khỏi các hữu. Nhờ tuệ mà vượt khỏi. Có bao nhiêu hữu? Vượt khỏi các hữu. Hữu đây là gì? Hữu đây viết qua nha. Hắc viết qua. Nhờ tuệ mà vượt khỏi các hữu. Có bao nhiêu? Hữu đây có nghĩa là gì? Hữu đây tớ nghĩa là sự có mặt. Nhờ có trí tuệ mà mình không có mặt. Vượt khỏi tức là không có mặt. Hữu đây có nghĩa là sự có mặt. Mà nhờ trí tuệ mình không có mặt. Không có mặt ở đâu? Hữu đây là dục hữu, sắc hữu và phi sắc hữu. Vượt nghĩa là vượt khỏi tức là mình không có mặt nữa. Nhờ trí tuệ này mà mình đi qua khỏi cái dục hữu. Mình không tái sanh là vào cái cảnh giới của dục nữa. Nhờ có trí tuệ này
mà mình không đi vào cái, mình không bị kẹt ở cái sắc giới thiền của tứ thiền. Nhờ có trí tuệ này mà mình xuyên suốt được luôn cái mà tứ không luôn, à, tứ không, thiền định của tứ không, mình tiến thẳng lên Niết Bàn. Như vậy trí tuệ đưa mình tiến thẳng lên Niết Bàn. Rồi, chúng ta thấy tóm lại được chưa? Nào, chưa không nắm được cái phần nào, chưa ghi kịp cái phần nào. Đây là câu hỏi nha, đây là câu hỏi thi, thành ra không nắm được thì hỏi lại, đọc lại. Rồi bây giờ tóm lại của cái phần mà năm lực này đây. Tóm lại, tam học tức giới định tuệ tức bát chánh đạo, phải không? Tam học tức giới định tuệ tức bát chánh đạo. Nhờ năm lực làm duyên, nhờ năm lực làm duyên, nhờ năm lực phải, nhờ năm lực làm điều kiện cần thiết, nhờ năm lực làm duyên phải, nhờ năm lực làm điều kiện cần thiết để chứng. Chứng cái gì? Sau khi tu rồi đó, có năm lực đẩy rồi đó, mình tu bát chánh đạo, mình tu thiền, thì để chứng cái gì? Chứng cái gì? Ông sơ thiền thì mình đi qua rồi. Chứng này, thứ nhất, nhờ năm lực làm duyên, nhờ năm lực làm điều kiện cần thiết để chứng. Một, xuống, hai chấm xuống hàng. Một, tam minh. Chứng tới tam minh mới chịu chứ, sao mà mình đâu có chịu chứng thấp hơn được. Năm lực là quá trời là cực, tu muốn chết luôn, rồi bát chánh đạo nữa, rồi thiền quán nữa, mà chứng sơ thiền nhị thiền là nó uổng, phải không? Phải chứng tới tam minh luôn. Phải chứng tam minh. Tam minh đó là gì? Túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh luôn. Đó, đoạn trừ luôn cái lậu hoặc, đoạn trừ luôn lậu hoặc. Nó là vô minh giả dục là chính, là gốc rễ và dực sói đó. Lậu tận minh là nó đoạn trừ luôn hai cái nó bứng lên gốc rễ mà nó làm dực sói, nó là đoạn trừ luôn. Rồi cái thứ hai, chứng cái thứ hai là chứng gì? Sau khi chứng tam minh xong rồi, những cái mà thế giới người ta cần đây nè, những cái thế giới người ta cần. Rồi cái thứ hai là chứng cái thứ hai là lục thông. Chứng cái thứ hai là tam minh xong rồi còn có đủ lục thông luôn đó, thành ra cần gì phải mà tu tập riêng cái lục thông, cái biến hóa thông chi. Tu bát chánh đạo là nó ra luôn cái lục thông này. À, lục thông là cái gì? Thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông và lậu tận thông, thông luôn, thông suốt luôn. Đó là, dạ, đọc từ từ. Thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông và túc mạng thông, ý và lậu tận thông, và lậu tận thông. Đó, mình có chứng rồi. Cái chứng thứ ba là gì? Cái chứng thứ ba đây là ai cũng cần đây. Cái chứng thứ ba là, bởi vậy cho nên cái người mà đi giáo hóa thần thông được gọi là vô thượng pháp á, vô thượng thần thông hay đệ nhất thần thông á, là tu bát chánh đạo, là chứng cái thứ ba này nè. À, đó là chứng bốn vô ngại giải. Bốn vô ngại giải mà hồi nãy mình nói đó, chứng bốn vô ngại giải. Một, nghĩa vô ngại giải. Một là nghĩa vô ngại giải. Hai là pháp vô ngại giải. Ba là từ vô ngại giải. Bốn là biện tài vô ngại giải.
ở đây sư cô mở ngoặc ra, mình về mình có thể là nghiên cứu cái bài kinh Kevata này, trường bộ kinh số 11, và mình có thể nghiên cứu thêm 4 bài kinh sau đây. À, ở trung bộ kinh, mình có thể nghiên cứu thêm 4 bài ở trung bộ kinh. Đó là bài số 22, bài số 23, bài số 34 và bài số 35. Đó, mình đọc thêm kinh ở trên mạng á. À, nhưng mà thôi, nhiêu đây là mình đi thi cũng mệt lắm rồi. Tập trung cho thi trước đi. À, là cũng là câu hỏi này cũng hơi dài đó. Nãy giờ chép được mấy trang rồi? Không. Riêng cái câu hỏi này làm gì tới 4 trang dữ vậy? 2 trang thôi. Câu hỏi này có 2 trang mới bắt đầu từ đầu trang này mà. Ở trong này ý là viết chữ rất là bự nè. Trong này viết chữ bự lắm mà có 1.5 trang hả? Nè. Diễn dịch ra nữa hả? Diễn dịch ra đi. Rồi. Rồi bây giờ mình thêm một chút xíu nữa, đặng mình hết cái phần này đi rồi mình có thể nghỉ. À, rồi cái phần mà vấn đề chấm dứt danh và sắc mình để sang năm mình học. Ha. Được không? Còn giờ không? Không. Sư cô tới 4 buổi luôn mà. Dạ, nghĩa là năm nay là hết rồi, còn sang năm tới là chẳng còn 1 buổi hay 2 buổi nữa, vẫn còn mà, phải không? Rồi bây giờ mình học cho hết cái phần mà thần thông này đi. Rồi bây giờ cái chữ B nhỏ trong số 3 là có 5 đức cần có của người đi giáo hóa chúng sanh. Người đi giáo hóa chúng sanh cần phải có tới 5 đức lận, mà cái giáo hóa chúng sanh này không chỉ là người tu sĩ, không chỉ là người xuất gia, mà cái giáo hóa chúng sanh này ai cũng có thể làm được. Tại vì mình có tu bát chánh đạo nè, mình có sở chứng của bát chánh đạo, mình có tu thiền định, thiền quán, mình có sở chứng của thiền quán, thì mình có thể đi thuyết pháp, mình có thể đi giáo hóa chúng sanh. Cho nên là mình muốn giáo hóa chúng sanh thì mình phải có bát chánh đạo và tu thiền quán. Mình dùng 5 lực để làm cho lớn mạnh bát chánh đạo và tu thiền quán. Và mình khi mà đi giáo hóa chúng sanh thì mình tạo cho mình 5 cái đức hạnh để mình thuyết pháp cho nó được thành tựu. Thì có 5 đức hạnh của người đi giáo hóa chúng sanh. Đức Phật mới nói rằng cái chuyện đi giáo hóa để cho người đi nói chuyện thì nó rất dễ, nhưng mà để cái pháp đó đi vào trong lòng người, để người đó hiểu, để người đó có thể thực hành được cái pháp đó, để người đó được an lạc trong cái pháp đó, an lạc, an trú trong cái pháp đó là không dễ dàng. Có nghĩa là mình có thể nói pháp, mình có thể nói pháp, nhưng mà làm sao cái pháp đó đi vào trong tâm của người nghe, khiến cho họ khởi lên sự an lạc, khiến cho họ hiểu cái pháp đó, rồi họ khởi lên sự an lạc, rồi họ an trú trong cái pháp an lạc đó là chuyện khó. Cho nên muốn được như vậy thì cái người mà giảng sư đó, cái người làm cái công tác mà đi giáo hóa chúng sanh, cần phải chuẩn bị cho mình 5 cái đức hạnh. Đó. 5 đức hạnh. Đó là cái thứ nhất là vị này phải thuyết pháp, phải nói pháp tuần tự. Chứ đừng có nhảy vô cái là mặc dù mình có thông suốt pháp rất là cao, nhưng mà mình phải coi cái đối tượng của mình. Là đối tượng của mình là đối tượng thấp hay là đối tượng vừa hay đối tượng cao. Dù đối tượng cao nhưng mà họ đối tượng cao mà họ cao ngạo hay là họ cao thiệt trong giáo lý. Nếu mà đối tượng cao thiệt trong giáo lý thì mình cũng xách họ trở về cái pháp tuần tự. Đi từ bài bản, đi từ thấp lên cao. Cho nên chúng ta thấy nhiều người chê bát chánh đạo, nhiều người chê tứ diệu đế, nhưng mà thật sự cái nền tảng giáo lý của đạo Phật nó toàn bộ từ phàm nhân cho đến thánh nhân cho đến Phật cũng đi qua từ bát chánh đạo, cũng có từ bát chánh đạo mà đi lên. Nhưng mà ai cũng chê bát chánh đạo, nhưng mà thật sự mấy ai hiểu về bát chánh đạo? Mấy ai hiểu, giống như hồi nãy giờ mình thấy phân tích 5 lực, mấy ai hiểu về cái 5 lực này? Mấy ai hiểu về cái đạo đế?
Bây giờ một chữ chánh kiến thôi. Một chữ chánh kiến chưa chắc chúng ta hiểu hết. Chứ đừng có nói chi tới chánh tư duy. Đừng có nói chi tới chánh ngữ. À, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mình nói thuộc về nhóm giới phải không? Bây giờ mình nói thử cái chánh ngữ đi. Chánh ngữ có nghĩa là gì? Chánh ngữ có nghĩa là một lời nói chân chánh. Một lời nói chân chánh là một lời nói như thế nào? Một lời nói chân chánh là một lời nói là không nói láo, phải không? Mình nói vậy đó. Không nói láo nè, không nói đâm thọc nè, không nói đôi chiều nè, không nói lời ác độc. Nhưng mà muốn không nói láo, không nói đâm thọc, không nói đôi chiều, không nói lời ác độc thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Chứ đâu phải nhào vô con cái là chánh ngữ đi, chị không nói láo, tôi lỡ nói láo rồi giờ làm sao? Thí dụ như vậy. Ngay từ chặn từ ở trong tâm, chặn từ ở trong tâm để mở miệng ra là không nói láo. Thì muốn như vậy phải nói sao? Cái lời nói đó phải nói đúng thời. Phải nói với từ tâm. Mà nói đúng thời, nói từ tâm nhưng mà thiếu hai yếu tố sau thì cũng vẫn nói láo hoặc nói lời ác độc như thường. Nói đúng thời, nói từ tâm rồi nói cái gì nữa? Nói nhìn vào pháp môn. Phải nói nhìn vào pháp môn, tức là nói có sự tu tập đàng hoàng. Chứ không phải là muốn nói gì là nói. Phải có cái sự sở chứng, phải có sự sở hành phát ra từ cái sự tu của mình. Cái sự loại trừ hằng ngày của mình. Những cái tạp niệm, những cái tham sân si thì mình mới nói được. Với cái nói nhìn vào trong là như vậy đó. Nhìn vào pháp môn là như vậy đó. Rồi cái thứ tư là nói như thế nào? Thứ nhất là phải nói đúng thời. Cái thứ hai phải nói từ tâm. Cái thứ ba phải nói nhìn vào pháp môn. Và cái nói thứ tư là gì? Phải nói có lợi ích mình mới nói. Phải nói có lợi ích. Mà cái lợi ích này là cái lợi ích đưa người ta buông bỏ vũ khí đao binh của tham sân si. Thành ra chúng ta thấy nội có chánh ngữ thôi. Nội chánh ngữ thôi. Mà mình giải thích ra là có thể là mấy trang giấy luôn. Toàn bộ giáo lý của Đạo Phật nằm ở trong Bát Chánh Đạo mà. Nằm trong Tứ Thánh Đế mà. Và con đường thực hành là Bát Chánh Đạo. Chứ đâu phải là mình chỉ nói đơn giản thôi. Thành ra cho nên là cái thứ nhất là cái đức của người mà đi thuyết pháp á. Cần phải có năm cái đức hạnh. Cái đức đầu tiên là phải nói pháp tuần tự. Phải thuyết pháp tuần tự. Rồi cái thứ hai là phải thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn. Cái thứ hai là thứ nhất là thuyết pháp tuần tự phải không? Chậm rãi thôi. Có bài bản đàng hoàng. Giống như lớp 1. Muốn học lớp 2 thì phải chịu khó học lớp 1 đi. Muốn học đại học thì phải chịu khó học cấp 3 đi. Muốn có cấp 3 phải chịu khó học cấp 2 đi. Thành ra là mình phải tuần tự đàng hoàng. Rồi bây giờ cái thứ hai là thuyết pháp phải nhìn vào pháp môn là nhìn sao? Thuyết pháp. Với mắt nhìn vào pháp môn là nhìn sao? Với mắt nhìn vào pháp môn, đây là con mắt của phàm. Đây là con mắt của người phàm chứ không phải là con mắt của thánh nhân. Con mắt này là nó có giới hạn. Nó không nhìn xuyên tường được. Nó không nhìn xuyên cái mái này được. Nhưng mà cái con mắt nhìn vào pháp môn nó có thể nhìn xuyên tất cả. Thì cái đó không phải là con mắt của một cái người phàm, không phải là còn cái nhục nhãn của người thường. Mắt nhìn vào pháp môn này có nghĩa là thuyết pháp với mắt nhìn vào pháp môn có nghĩa là con mắt ấy, có nghĩa là người này có thực hành giới định tuệ. Là mắt nhìn vào pháp môn. Là người này có thực hành giới định tuệ, tức là người này có tam học. Cái thứ ba, thuyết pháp, tức là mắt nhìn vào pháp môn, tức là người này có thực hành giới định tuệ đó. Cái thứ ba là thuyết pháp vì lòng từ mẫn, vì thương chúng sanh, vì lòng từ thương chúng sanh mà thuyết pháp. Từ mẫn này là bao gồm từ gì? Bao gồm của những cái cặp gì? Từ dạ bì. Từ có nghĩa là, từ có nghĩa là gì? Từ có nghĩa là thương. Nhưng mà thương sao để được là thương chứ? Muốn có được cái chữ thương khó lắm. Mình nói cho dễ nhưng mà mình vừa gặp người đó cái mình giận lên liền ha. Rõ ràng cái chữ từ này á là phải là tu dữ lắm nó mới ra được chữ từ. Chứ rõ ràng mình nói thôi mai kêu nó đến đi. Tôi thương nó chứ không phải tôi ghét nó đâu.
À, nhưng mà tại nó làm tôi giận nó, thành ra thôi bây giờ kêu nó đến đi. Nhưng mà vừa gặp nó ở cửa là mình giận lên liền. Thành ra chữ từ này phải tu dữ lắm mới ra được cái chữ từ. Thương chưa đủ. Từ này có nghĩa là thông cảm. Từ này có nghĩa là sự thông cảm. Thông cảm thì mới thương được. Không có sự thông cảm là không thương được đâu. Phải có sự thông cảm. Mẫn đây có nghĩa là bi. Mẫn cảm. Mà bi có nghĩa là gì? Bi có nghĩa là gì? Bi có nghĩa là sự xót xa. Sự xót xa vì sự mà si mê, sự ngu si của cái người đó. Cho nên không ai mà muốn tạo lỗi để cho người ta ghét. Không ai muốn tạo lỗi để cho người ta là phiền. Nhưng mà tại vì si mê quá, tại ngu si quá, nghiệp quá đó. Nó thẳng là nghiệp quá. Cho nên là dù là trong tâm người đó không muốn cho mọi người ghét, nhưng mà cái hành động, cái lời nói khiến cho ai cũng ghét. Cho nên mình biết là mẫn ở đây, là bi ở đây là xót cho cái nghiệp của chúng sanh đó. Xót cho cái nghiệp của chúng sanh. Vì cái nghiệp nặng quá cho nên thay vì làm cho người ta thương, thì nó cũng họ cũng cố làm, nhưng mà làm xong người ta ghét thêm nữa. Thành ra mình không ghét, mình không hùa theo ghét nữa, mà mình xót tại vì cái nghiệp họ nặng quá. Cho nên bi ở đây cái nghĩa rộng hơn của cái chữ xót. Đó là gì? Đó là tha thứ. Bi đây có nghĩa là tha thứ luôn. Như vậy là thuyết pháp vì lòng từ mẫn có nghĩa là thuyết pháp vì sự thông cảm và tha thứ. Từ tức là thương. Muốn có tình thương thì phải có sự thông cảm mới thương được. Không có sự thông cảm thì rất khó để thương một người đó. Mình phải có sự xót vì cái sự mà si mê ngu muội của một người đó. Cho nên mình mới tha thứ được cho họ. Con nhớ là kỳ có một cái bài pháp mà con nhớ không biết phải ở đây không. Ba lý do mà mình tha thứ. Có ngày một cái vị tỳ kheo đó, khi mà đi đến đó bị đánh đập, Đức Phật mới nói là sao con không giận người ta hả? Đánh đập vậy con không chạy hả? Mà con cứ mà để cho họ đánh rồi con chết rồi sao? Thì vị tỳ kheo nó nói không, con thương cái nghiệp của chúng sanh, cho nên là họ đánh con, rồi sau đó họ thấy con không chống cự, con không cự lại thì họ sẽ thương con. Còn nếu mà lỡ mà họ đánh con mà chết thì con giải thoát luôn. Thì tại sao Đức Phật mới hỏi tại sao mà con tha thứ được? Họ đánh con mà con không giận hả? Vậy thì kheo này nói không, con không có giận. Tại vì con thương cho cái nghiệp của chúng sanh. Con tha thứ cho họ vì ba lý do. Nhớ không? Nhớ bài pháp đó không? Lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất là không muốn tạo oan trái với chúng sanh đó nữa. Cho nên mình tha thứ. Cái thứ hai là để tạo điều kiện cho người đó có cơ hội làm lại cuộc đời. Làm lại, sửa sai lại đó. Mình tha thứ để cho người ta có điều kiện để người ta sửa sai lại chứ. Phải không? Rồi cái thứ ba, mình không muốn tạo oan trái rồi mình tạo điều kiện cho họ có cái điều kiện, có cái cơ hội để mà sửa sai lại, làm lại cuộc đời. Cái thứ ba là vì sao? Cái thứ ba là nhớ không? Nhớ cái bài pháp đó không? Nhớ câu chuyện đó không? Không biết luôn hả? Ủa? Chắc là chưa học bài đó hả? Chưa học cái câu chuyện. Cái thứ ba là gì? Để cho mọi người xung quanh được bình yên. Con tha thứ gì để cho mọi người xung quanh được bình yên? Chứ bây giờ nếu con không tha thứ thì mọi người xung quanh cũng sẽ buồn. Theo cái sự mà khó khăn của con, sự mà không tha lỗi thứ cho của con. Thành ra vì muốn cho mọi người xung quanh được bình yên, con không muốn tạo oan trái và muốn cho người ta có cơ hội để chỉnh sửa lại cái lỗi lầm của người ta mà con tha thứ cho người ta. Vị tỳ kheo đó trả lời với Đức Phật là như vậy. Rồi, chúng ta tiếp tục là cái nãy là tới thứ mấy rồi? Cái thuyết pháp vì lòng từ mẫn. Từ mẫn đây có nghĩa là tình thương và từ bi và trí tuệ, từ và bi, thông cảm và tha thứ. Ha? Rồi cái thứ tư, thuyết pháp không phải vì vật chất. Thuyết pháp không phải vì vật chất và danh lợi. Mình thuyết pháp không phải vì mình cầu danh, cũng không phải vì mình cầu lợi, tức là cầu vật chất á. Mình thuyết pháp không phải mình nói rồi cầu danh cầu lợi, mà mình thuyết pháp gì? Mình muốn dẫn cho người đó được thay đổi cái nghiệp lực của người đó để họ được sống an vui hơn.
Cho nên mình thuyết pháp không phải là vì mình cầu danh, không phải vì mình cầu lợi, không phải vì danh lợi. Đó. Như vậy. Cái thứ năm, thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người. Thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và người mà con thuyết pháp. Chúng ta thấy thì như vậy là cái mình tạm thời mình có thể dừng ở đây, tại vì cũng không kịp, trong vòng bao nhiêu phút thì mình không có kịp qua cái ý thứ hai, ý là vấn đề chấm dứt danh và sắc. Mình học cái bài về, coi lại cái bài kinh Kevata này đi. Bài kinh này ở phần sau hay lắm. Bài kinh này ở phần sau hay lắm, tức là nội dung của cái sự mà cái phần mà vấn đề chấm dứt danh sắc này là nói về cái vấn đề có một vị tỳ kheo, có một vị là muốn biết là sau khi một người đã chấm dứt hoàn toàn sanh tử rồi thì tứ đại họ còn hay không còn, danh sắc họ đi về đâu. Thì cái vị này là mới đi hỏi hết người này người kia, rồi cuối cùng là người này người kia chỉ cho đến tới cái ông trời tứ đại thiên dương ở trên, nghĩa là cao nhất, nghĩa là nghe ông này là ông giỏi dữ lắm, rồi mới đi lên trên đó ổng hỏi ổng. Thì ổng cũng nói là ta là chứng như thế này, ta là chứng như thế kia, ta là chứng như thế nọ. Rồi vị tỳ kheo vị này nói con biết rồi, con biết ông chứng cái này, ông chứng cái kia, ông chứng cái nọ, ông có thần thông, nhưng mà bây giờ con hỏi sau khi một người chấm dứt sanh tử hoàn toàn họ đi về đâu, tứ đại họ đi về đâu. Cuối cùng ổng nói ta chứng như thế này, ta chứng như cái kia, ta chứng như thế nọ, nhưng mà bây giờ xuống hỏi Như Lai. Xuống hỏi Như Lai thì Như Lai biết hết. Thì cuối cùng rồi thì khi xuống hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng, Đức Phật mới nói giống như một người đi biển không có cái la bàn. Ngày xưa người ta đi biển người ta không có la bàn, nhưng mà người ta sẽ dùng cái gì? Người ta dùng con chim bồ câu. Người ta dùng con chim bồ câu. Giống như ngày xưa là không dùng la bàn, tại vì chưa có phát triển đó, thì người ta dùng con chim bồ câu. Khi mà người ta muốn biết là đã gần đến đất liền hay chưa thì người ta mới thả chim bồ câu lên và nó bay. Khi mà nó bay đi luôn á thì biết là gần đất liền rồi, nó bay về cái hướng đó đó, hướng đông thì mình sẽ, mà nó đi luôn thì mà mình biết là hướng đông là đất liền. Nó bay về hướng tây mà nó đi luôn thì biết hướng tây là đất liền. Nhưng mà khi nó bay rồi nó quay trở lại, tức là không có đất liền gì hết á, tức là xa bờ dữ lắm rồi, phải đi hướng khác chứ đừng đi tới nữa, tại vì đi tới nữa là xa bờ hoặc là gặp nguy hiểm. Ngày xưa vậy, cũng giống như vậy, Như Lai đang ở thế gian, đang sống chung với Như Lai, là Như Lai biết tất cả, mà lại đi lòng vòng, đi học lòng vòng, mai là vị này chưa chết, chứ nếu chết rồi là kể như xong rồi, mất thời gian, đi lòng vòng, rồi cuối cùng cũng trở về Như Lai. Và Như Lai mới, vị này mới đặt cái câu hỏi, sau khi một người đã chấm dứt sanh tử, tức là giải thoát á, Niết Bàn á, thì tứ đại của họ như thế nào? Thì tứ đại của họ như thế nào thì chúng ta về nghiên cứu đi. Cái phần xa, cái bài ở trong cái bài kinh á, nó rất là hơi khó hiểu một chút xíu. Nhưng mà chúng ta cứ suy tư đi rồi chúng ta sẽ mổ xẻ. Phải thêm 4 tiếng nữa chúng ta mới mổ xẻ được cái phần này. Thành ra bây giờ mình không có đủ giờ, thôi thì mình tạm ngưng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta có thời gian đó thì coi cái bài kinh Kevata này và cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Ở đây có ai giảng về kinh Đại Niệm Xứ chưa? Nếu mà giảng rồi thì mình coi cái bài thứ 13, còn nếu chưa có thì coi cái bài Đại Niệm Xứ. Con sẽ trình bày cái bài Đại Niệm Xứ. Trong đó là con sẽ phân tích rất là kỹ là thân gồm có bao nhiêu pháp thọ. Ở đây có ai giảng về thân thọ tâm pháp bao nhiêu pháp quán chưa? Chưa hả? Rồi như vậy thì thôi mình coi cái bài Đại Niệm Xứ đi. Mô Phật của trường Bộ Kinh đó.